Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game nhập vai chiến thuật Ragnarok Tactics sắp được nhà phát hành Hồng Hà Games trực thuộc công ty Fantap cho ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 4 này. Ragnarok Tactics là một game nhập vai mô phỏng chiến lược khai thác IP Ragnarok nổi tiếng của hãng game Gravity Hàn Quốc. Nhiệm vụ chính của người chơi trong game là sưu tập các thẻ bài quái vật xuất thân từ 3 thế lực trong thế giới Ragnarok tươi đẹp. Các trận chiến trong game diễn ra trên một mạng lưới ô vuông như kiểu bàn cờ auto chess thường thấy. Trong đó, người chơi phải sắp xếp đội hình, di chuyển hướng đánh của các nhân vật một cách khôn ngoan để áp chế kẻ địch, với mục tiêu cuối cùng là đánh bại toàn bộ tướng của đối phương. Các tính năng cơ bản như điểm thuộc tính, kỹ năng, trang bị, cấp độ nhân vật đều có thể tùy chỉnh, nâng cấp mới về sau. Một điểm khiến Ragnarok Tactics Mobile phát triển rộng rãi trên thị trường Trung Quốc và tỏ ra thích hợp với nhiều người dùng di động chính là tích hợp lối chơi nhàn rỗi. Tại đây, bạn có thể trải qua những thử thách thú vị, triển khai các chiến thuật của bản thân chỉ bằng vài thao tác kéo thả. Trong khi phần lớn thời gian cày cuốc còn lại đều do hệ thống AFK xử lý, giúp người chơi dễ dàng thu nhặt trang bị, tài nguyên cần thiết để mạnh hóa đội hình một cách nhanh chóng.